Hi, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ xin giới thiệu cho các bạn một món đồ chơi nữa, đó là khủng long. Khủng long chạy pin mà lưng sừng, cái lưng sừng mà có đèn nha các bạn. Đó, ảnh theo hộp các bạn. Cái sản phẩm này thì nó trong hộp nó gồm có hai màu các bạn. Đó, cái màu vàng vàng, cái lưng màu đỏ, thứ hai là cái màu này nè các bạn. Thứ hai là cái màu xám xám này nè, và cái đuôi. Đầu tiên các bạn mua về thì các bạn tháo hộp ra thì cái đuôi rời các bạn. Đuôi khủng long đuôi rời các bạn mới lắp vô. Các bạn nhớ phải lắp đúng khớp nha các bạn. Đây, các bạn cái đuôi nè. Các bạn mới đẩy vô. Rồi, vô các bạn. Vô rồi đó. Thì trước khi giới thiệu về cái sản phẩm này thì mình sẽ cho các bạn biết được về kích thước của sản phẩm này nó bao nhiêu nè. Để các bạn hình dung được cái sản phẩm này. Đặc là để cho các bạn biết mà có thể cập nhật về bán. Thì con khủng long này nó hoạt động bằng cách nào? Nó xài bằng 3 viên pin các bạn. 3 viên pin được lắp dưới bụng. Nè, các bạn nhìn sơ nét về con khủng long, khủng long lưng đèn sừng. Đây các bạn. Nhìn sơ nét nó qua một cái, cũng màu mã rất là đẹp, rất là hấp dẫn, rất là hot cho những đứa bé mà bé trai vận động các bạn. Đấy, là lưỡi nè. Cái lo nhạc nằm đây các bạn. Rồi, thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cách lắp pin nè. Pin này mình sẽ được xài được. Nó xài 3 viên pin lắp ở dưới bụng nha các bạn. Rồi, các bạn tháo 3 viên pin này ra. Lắp dưới bụng. Ứng dụng nha các bạn. Bề đích pin là cái lò xo các bạn, còn cái bề đầu là cái là soi cái bằng là cái soi. Mình review cho các bạn xem nè. Đó, sau đó mình sẽ mở tắt lên, mình sẽ có được những đèn các bạn. Mình thấy không? Mình mở cái đẹp nè. Đang đi tới rồi, tới rồi. Cái đẹp các bạn. Rất là dễ thương, cái mỏ này cạm cặp xuống được nha các bạn. Con ơi, con đâu rồi, con ơi. Dạ con đây mẹ ơi. Mẹ kêu con hả mẹ? Mẹ kêu con hả? Mẹ kêu con làm gì vậy? Mẹ đã giới thiệu xong rồi. Sao các con không giới thiệu cho các bạn xem đi? Tại sao các con đứng chung chung màn hình mà mẹ giới thiệu trước rồi các con không chịu giới thiệu? Vâng, con biết rồi, con xin giới thiệu, con sẽ giới thiệu đấy mẹ ạ. Mẹ cứ yên tâm nhé. Rồi chào tất cả các bạn. Đó, mình đã giới thiệu cho các bạn về cái con khủng long pin này xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái con khủng long nhảy cót, nó cũng tương tự nè. Các bạn muốn bán, nếu các bạn thấy đẹp thì các bạn cập nhật mẫu mã về mà mình bán. Còn nếu như mà cảm thấy xấu thì mình có thể xem cho vui. Đó, ba mẹ thấy hay thì mua về con em chơi. Đó, thấy đẹp thì mình đặt mua về cho con em chúng ta chơi. Rồi, thì con khủng long này hoạt động cách nào các bạn? Thì cái sản phẩm này sản phẩm dùng cót các bạn. Cái sản phẩm này có hai màu các bạn, nó màu trắng và màu vàng. Nó màu vàng cho ảnh các bạn đó. Thì cái sản phẩm này nó dùng bằng cách là nó dùng bằng cót đó các bạn. Các bạn mới vặn lên thì nó mới nhảy được. Thì cái sản phẩm này các bạn vặn lên 3 ống vòng theo giờ kia đồng hồ các bạn nhé. Này các bạn cần vặn là 1, 2, 3, 4, 5 đó, 4-5 vòng nha, cho cái lò xo nó cứng các bạn. Rồi sau đó các bạn để xuống thì nó sẽ nhảy. Nhớ lưu ý là cái này phải để xuống mặt phẳng thì nó mới nhảy nha các bạn. Còn để trên không gian thì nó sẽ không bao giờ nhảy nha các bạn. Nó không phải giống như những con gà hàng này kia nha. Rồi ok. Thì các bạn để xuống từ từ nhảy nè. Nó nhảy hoài các bạn, nhảy cho hết cót. Nó sẽ nhảy hết cót rồi nó sẽ đứng lại các bạn. Nó nhảy hết cót rồi nó sẽ đứng lại, nó đứng hoài đó các bạn. Nó nhảy hết cót rồi nó sẽ đứng hoài luôn. Đây các bạn xem, các bạn vặn càng nhiều vòng thì càng tốt. Các bạn. Màu mã cũng rất là đẹp, rất là hấp dẫn. Mẫu này thì các bạn đi bán tại trường học hay là bán chợ hay là bán mầm non hay là bán rất, nói chung là rất là dễ chơi các bạn.
các bạn có lên làm cho nó nhảy. Rồi. Thì kích thước của sản phẩm này mình có để trên ảnh nha các bạn có thể xem. Rồi ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Vậy là mình đã giới thiệu về hai cái sản phẩm, một là con khủng long dùng cót, hai là con khủng long sợi pin lưng đèn mà loại lớn nha các bạn, lưng đèn loại lớn.